Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày 4 tháng 3 năm 2022. Thưa các bác và mọi người, như đã chia sẻ với các bác vào cái bản tin vào lúc 10 giờ sáng, thì tôi đã nói rằng là ngoài cái việc mà bắt giữ, khởi tố bị can và bắt giữ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của thành phố Biên Hòa đó, thì ở đây là ông Nguyễn Tấn Long á, thì ở đây cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục bắt giữ một số vài người khác. Và xin chia sẻ với các bác rằng vào sáng nay sau khi clip lên ấy, thì tiếp tục cơ quan điều tra của công an Đồng Nai đã bắt giữ thêm 3 người nữa. Và chúng ta cùng xem này. Đây là khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Tấn Long nha các bác. Và ngày sáng nay thì cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai thì đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh để mà thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc. Thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để với ông là Nguyễn Tấn Long, hiện nay là đương kim Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa và nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, để điều tra về tội vi phạm quy định để bồi thường, hỗ trợ rồi là tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Đây là một trong những cái mà rất kinh khủng nha các bác. Và cùng thực hiện lệnh khởi tố các tội danh trên thì cũng đã bắt thêm 3 bị can, bao gồm có Trương Thành Giàu là phụ trách phòng 1 Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa. Nguyễn Mộng Hiền thì là tổ trưởng tổ quản lý khai thác quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa. Hồ Bá Minh thì là nguyên là Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa. Trước đó thì cũng đã khởi tố bị can đối với cả là ông tự nhiên quên mất tên rồi nhỉ, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường. Nhưng ấy, cái thú vị ấy, là tôi xin chia sẻ với các bác rằng là chúng ta hãy cùng xem một số đoạn clip như thế này. Đây là ngôi nhà của ông Nguyễn Tấn Long. Các bác nhìn hoành tráng không? Chỉ cần nhìn vào ngôi nhà này thôi thì các bác đã có thể thấy rằng là những cánh cổng có thể cao tới 3-4 mét. Ở trong thì có rất nhiều cây cối cây cảnh. Và căn biệt thự này trải dài hàng chục mét mặt đường. Khó có thể nói rằng đây là căn biệt thự, phải nói rằng là đây là cái biệt phủ thì mới đúng. Nếu các bác chỉ nhìn xung quanh thế này, đúng không ạ? Phải nói rằng đây là biệt phủ mới đúng. Và các bác có thể thấy rằng là ông Nguyễn Tấn Long khi được dẫn giải ra thì vẫn rất tự tin. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Long. Rất chủ động. Và bước lên xe của cơ quan công an điều tra sẵn. Qua đó các bác có thể thấy thế này. Một trong những điều mà tôi đã chia sẻ trong ngày hôm nay, đó chính là cái việc mà quan ăn đất. Đúng không ạ? Rất nhiều sai phạm từ đất đai của các tỉnh phía Nam. Tôi không nói tại miền Bắc không có nhé. Miền Bắc có, nhưng mức độ mà gọi là trắng trợn như thế nào đó thì ở phía Nam là tương đối nhiều hơn. Và các bác là như vậy, đấy là thực tế. Không biết có phải rằng là ở miền Nam người ta cậy cái thời kỳ đó là cái thời kỳ mà ở gần Kiên Giang hay không mà người ta lại có thể trắng trợn như vậy. Nhưng mà sai phạm rất nhiều. Sai phạm rất nhiều. Chúng ta đã đếm được này. Bây giờ Đồng Nai đang làm này. Rồi chúng ta đếm được là Bình Dương vừa rồi là cũng khởi tố bắt bị can này. Với cả một cái gia đình, anh Nguyễn Đại Dương phải nói là số rất đen. Tự dưng chui vào Bình Dương và sau đó rằng là cưới con gái của ông Minh. Rồi sau đó rằng là thôi thì nên cả gia đình là xong phim rồi. Tội tham mô tài sản là tội tử hình rồi. Còn ở đây là Đồng Nai các bác cũng có thể thấy. Rồi một loạt sai phạm Đồng Nai nữa tôi sẽ chia sẻ với các bác. Liên quan tới một vài cái của Dr. Ruồi và công ty Kim Oanh. Tôi cũng sẽ chia sẻ với các bác vào đợt tới. Hồ sơ thì cũng đã có rồi đó. Và các dấu hiệu thì rất là rõ ràng. Tuy nhiên ấy, tôi cũng muốn nhấn mạnh với các bác một điều thế này này. Chúng ta thượng tôn pháp luật. Cái hay nó ở đó là mặc dù chúng ta biết được những cái quan như vừa rồi các bác nhìn, các bác có thể nhìn lại để thấy rằng là cái đoạn clip nói về cái ngôi nhà này của ông Nguyễn Tấn Long này. Một ngôi nhà biệt phủ, đúng không ạ? Một ngôi nhà biệt phủ. Có lẽ người dân như tôi và các bác không bao giờ và rất hiếm có thể mơ được là mình có được một cái ngôi nhà như thế. Đó, một cái ngôi nhà như thế này. Đó.
Thế nhưng ấy, với một vài vị quan chức ấy, thì chúng ta nhìn đây là ông Tấn Long này, một dáng đi phải nói rằng là rất là quan. Người dân như chúng ta, như tôi và các bác, có thể nói rằng là khó có thể mơ được mình có một căn nhà như vậy. Thế nhưng ấy, chỉ với một cái gọi rằng là trưởng ban quản lý dự án, rồi là phó chủ tịch của một thành phố mà người ta đã có thể có được những khối tài sản có thể nói rằng đồ sộ như vậy. Bây giờ ấy, để mà bắt đất, bắt quan thì mình không nói đến cả anh Vũ Hồng Văn nữa nhé. Anh ấy là khắc tinh rồi, anh khắc tinh của các quan chức và giới tội phạm rồi. Nhưng mà tôi xin chia sẻ với bác thế này. Ngày hôm qua, buổi tối thì một người bạn tôi nói rằng là cứ bắt bớ hoài thế này thì cũng chán. Đúng không? Thì tôi mới trả lời bạn ấy rằng là sao ông chán? Thì bạn ấy hỏi tiếp rằng là bắt bớ thì có giải quyết được gì đâu. Thì tôi mới nói rằng là tất nhiên bắt bớ là việc của bắt bớ, nhưng mà giải quyết là việc của giải quyết. Cơ quan công an thì cứ thấy sai pháp luật, sai quy định quy trình là cứ thế mà tóm thôi, nếu thấy có dấu hiệu sai phạm, và điều tra có chứng cứ là bắt. Còn việc mà giải quyết đến tận gốc vấn đề thì đương nhiên chúng ta vẫn giải quyết. Ví dụ như thế này, các bác có thể thấy rằng là dưới chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, rồi là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, rồi thời của Tổng Bí Thư, thì chúng ta thấy là chúng ta cố gắng đang dùng một chiến lược lâu dài, đó là phi tiền mặt. Nghĩa rằng là không dùng tiền mặt trong giao dịch nữa. Đấy là cái mà chúng ta gọi rằng phi tiền mặt. Thì lúc này chúng ta sẽ có những cái dấu vết trên chuyển khoản ngân hàng thì đó là tốt. Nếu mà làm được một cái nền kinh tế phi tiền mặt giống như Trung Quốc ấy, thì các bác có thể thấy rằng là có chặn được tham nhũng không? Cũng là không. Hạn chế thôi, nhưng cũng không, bởi vì các quan lúc này vẫn nhận tiền mặt. Và các bác có thể thấy là ở Trung Quốc khi các quan bị bắt ấy, là đến hàng tấn tiền mặt. Hàng tấn tiền mặt, đúng không ạ? Họ chui dưới rồi là để bằng vàng rồi bằng kia rồi, hàng tấn tiền mặt ở dưới nhà. Nhưng hạn chế được. Nhưng một cái quan trọng nữa ấy, là chúng ta phải làm, đó là cái luật đăng ký tài sản. Tôi rất ủng hộ cái luật này của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí. Bởi vì khi đưa cái luật này ra ấy, thì tôi và các bác mọi người nó cũng giống như là cái tài khoản để chúng ta phải đăng ký. Và từ đó các giao dịch của chúng ta sẽ được minh bạch, công khai hóa. Và đặc biệt là chúng ta sẽ được đảm bảo về mặt tài sản. Rất khó có thể tranh chấp. Bởi vì tôi có bao nhiêu cái nhà đều có ở đăng ký ở trong đó. Tôi có bao nhiêu mảnh đất, tài khoản tôi có bao nhiêu thì đều có đăng ký ở trong đó. Nó theo cái chứng minh rồi ID. Rồi tôi chuyển tiền cho ai, tôi tặng ai tiền cũng có ở trong đó. Và đặc biệt rằng là các quan lúc này cũng phải đăng ký. Và rõ ràng là họ rất khó có những cái rửa tiền. Ví dụ tôi xin chia sẻ các bác rằng là bây giờ nếu cái biệt thự này mà đứng tên con gái hoặc là gì đó, hoặc là con trai, hoặc là một người thân, hoặc thậm chí có nhiều người còn cho một người bạn của mình đứng tên người bạn hoặc đồ đệ hoặc là thân cận của mình đứng tên, thì lúc này rất khó để có thể truy ra được rằng là nguồn gốc cái căn nhà, căn biệt phủ này ở đâu ra. Cho nên về mặt mắt người trần mắt thịt chúng ta nhìn thấy á, là kiểu gì ông này cũng có ăn ở đâu là thì mới có thể có biệt phủ như vậy. Thế nhưng ăn ở chỗ nào thì chúng ta chịu, đúng không? Ngay cả cơ quan điều tra cũng rất khó để có thể xác định được rằng là ông này ăn chỗ nào. Thế cho nên á, khi mà làm các vụ án về đất đai này này thì người ta hãy nhìn vào các quy trình quy định và cái việc mà ông bán cái tài sản của nhà nước, rồi là quy hoạch, rồi là giải phóng đền bù, rồi tái định cư, họ ăn rất nhiều ở chỗ đó, nhưng ăn như thế nào thì xung quanh chúng ta biết, nhưng mà về mặt thể chế, về mặt luật pháp là vẫn chưa rõ. Và thậm chí rằng là một nền kinh tế toàn tiền mặt như chúng ta thì cũng rất khó để làm được này. Bây giờ cầm một người cầm một cái vali tiền mặt thì người ta bảo bố mẹ để lại, biết đấy là đâu, đúng không ạ? Biết đấy là đâu. Thà một lần chúng ta đăng ký tài sản đi để xem rằng là ai là người có nhiều tiền, nhiều đất, nhiều vân vân, cứ để đấy đã. Nhưng sau này á, ít nhất là từ cái khoảnh khắc đó, từ cái thời điểm đó, những người mà tự dưng có một cái sự biến động về tài sản bất thường là chúng ta có thể truy ra được. Còn bây giờ chúng ta rất khó có thể truy. Quan chức thì họ cũng chỉ phải là đăng ký hoặc là khai báo tài sản, kê khai tài sản với cả chính phủ thôi, với cả đảng thôi. Thế nhưng mà họ đều khai báo rằng là tôi chẳng có bao nhiêu cả, đều đầy đủ. Hoặc ví dụ thế. Nhưng mà con cái của họ hay là nhiều người hoặc là người thân của họ rất nhiều.
Cho nên là anh Lê Minh Chí anh nói một câu trả lời rất thành thật vào cuối cái nhiệm kỳ năm ngoái. Anh nói rằng là nhiều người chỉ có hơn 20 tuổi đầu thôi, nhưng mà có cái khối tài sản lên tới hàng nghìn tỷ. Hàng nghìn tỷ. Thế thì hàng nghìn tỷ chúng ta thấy rằng là một chàng trai 20 tuổi mà bố mẹ không cho tiền, không tặng tiền mà lại có khối tài sản đến hàng nghìn tỷ thì bất thường chứ. Nhưng nếu mà không có dấu hiệu sai phạm hay không gì đó của những cái anh chàng đó, vi phạm pháp luật ở đó, thì làm sao mà chúng ta có thể truy được. Nguyên tắc luật pháp là như thế, chúng ta phải thượng tôn pháp luật. Cho nên thấy cái kẽ nào thì chúng ta phải biết cái kẽ đó. Và cái luật đăng ký tài sản là cái luật cần thiết. Đúng không ạ? Thế cho nên ấy, tôi chỉ mong rằng là các bác hãy nhìn vào đó để các bác thấy rằng là chúng ta vẫn đang làm nhưng chúng ta cũng vừa xây. Đó. Chúng ta hay còn gọi là vừa chống nhưng cũng vừa xây. Chống nhưng cũng vừa xây. Đúng không ạ? Xin chia buồn với các anh chị lãnh đạo. Và chắc chắn không còn dừng ở đây nữa đâu. Còn nhiều cái vụ nữa. Và tôi tin rằng là nhiều quan chức, cựu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và thậm chí là đương kim lãnh đạo hiện nay là sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Và bác nào có vốn đầu tư thì các bác có thể rằng là nên đi buôn bỉm. Bởi vì rất nhiều anh chị, với những thông tin đã nhận được thì rất nhiều anh chị đang rất là căng rồi đấy. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.